thưa quý vị đang là cao điểm của mùa nắng nóng và đây cũng là lúc nguy cơ cháy nổ luôn rình rập đặc biệt là ở các khu vực chợ truyền thống tại tỉnh bình phước đa phần các chợ truyền thống đã tồn tại từ lâu nhiều chợ đã xuống cấp rất dễ xảy ra cháy nổ và trên thực tế thiệt hại khi xảy ra cháy nổ là vô cùng lớn tuy nhiên lực lượng trang thiết bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy ở các chợ đa số vừa thiếu vừa yếu các ký ốt diện tích nhỏ liền kề nhau, trần ký ốt thấp, bên trong là các vật dụng dễ cháy. Những nguy cơ cháy nổ như thế này luôn hiện diện ở các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các chợ ở khu vực vùng sâu vùng xa. Một bộ dụng cụ phòng cháy bao gồm bình chữa cháy cá nhân và tiêu lệnh phòng cháy có giá chưa đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, chẳng có mấy tiểu thương trang bị được dù ai cũng e ngại và nhận thức được cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào trước kia thì cũng có cũng có phàm chứ cháy nổ rồi sao rồi cũng đã mất hết nhà nước thì cũng có đám tiền vô nhưng mà sau này riết cuộc cũng chẳng có thấy cái gì có đám tiền à, chứ cháy chữa cháy nhưng mà giờ thì lâu quá rồi giờ nó phơi nhọt nó đi đâu mất muốn trang bị phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ bản cho một chợ nông thôn cần ít nhất từ 400 đến 500 triệu đồng trong khi thực tế nguồn thu của chợ còn ị ạch nguồn ngân sách của địa phương hay của ban quản lý chợ còn hạn chế nên việc đầu tư trang cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng theo quy định gặp nhiều khó khăn. Đa số các chợ chỉ trang bị một lần và rất ít sửa chữa, bổ sung mới đối với các thiết bị đã hết hạn sử dụng. Trước kia thì cũng có một một hai cái bình xịt để phòng cháy chữa cháy, nhưng mà bây giờ không biết cái bình đấy có còn không hay là nó hết hạn sử dụng rồi. Bây giờ chúng tôi cũng sợ cháy nổ nên là mời nhờ cấp trên các anh có chức có quyền nên là giúp chúng tôi về cái có khi phòng cháy chữa cháy. Chẳng hạn nó xảy ra bất chắc là chúng tôi phải có cái phương án như thế nào. Ở các chợ truyền thống chỉ cần một sơ suất nhỏ, nguy cơ cháy nổ luôn hiển hiện. Trong khi đó, nếu xảy ra cháy, việc chữa cháy ở khu vực này là hết sức khó khăn. Bởi đa số các vật dụng bên trong các kiosk đều là những vật dụng dễ bắt lửa hơn nữa các kia ốt liền kề nhau như thế này thì nếu cháy xảy ra sẽ lan rất nhanh và khó dập. đã vậy đường vào lại nhỏ thậm chí nhiều tiểu thương còn buôn bán lấn chiếm cả lối đi. xuống tiên triền thì cũng mua mấy cái bình, mấy bình phòng cháy cháy cho các tiểu thương, mấy cái tiêu lệnh để tiên triền cho dân để đóng những cái 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 tiêu lệnh với mấy cái bình cháy thì cháy là để cho mỗi mỗi tiểu thương là một bình tùy theo. Ví dụ như những cái sạp lớn thì hai bình, rồi mấy sạp nhỏ thì một bình. Phòng chống cháy nổ ở các chợ truyền thống là vấn đề tồn tại đã lâu và nan giải. Mặc dù các bang quản lý chợ đã tăng cường công tác kiểm tra, nhưng giải pháp chủ yếu hiện nay vẫn là tiên truyền để nâng cao ý thức phòng cháy của tiểu thương. Không chỉ một tiểu thương có ý thức phòng cháy, mà tất cả các tiểu thương phải tự trang bị dụng cụ, phương tiện, trước hết là tự bảo vệ tài sản của mình sau đó là kịp thời chữa cháy khi có sự cố xảy ra